Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm món bún gạo xào chay, mình chia sẻ cho các bạn nha. Tại vì cái món này là một trong những cái món mà cái thuở mà ấu thơ của mình là mình rất là thích, mà thích cho tới bây giờ già cả vẫn còn thích luôn các bạn. Thì cái món này lúc mà hồi xưa mình ở bên Việt Nam á, thì ở ngoài chợ Bà Tô thì có cái cô kia của bán á, ăn rất là ngon. Mình qua Mỹ mình rất là thèm, lúc nào cũng nhớ tới cái món bún gạo hết á. Cho nên buộc mình phải là học nấu cái món này cho bằng được, để ở nhà mình có thể nấu cho mình ăn và cho cả nhà cùng ăn luôn. Thì cái món bún gạo này á, thì mình nấu thì cũng có chế biến thêm một chút xíu, giống như là mình thích ăn cái gì thì mình mua thêm là mình xào thêm để ăn á. Thì cái cách làm thì nó cũng như thế này nè các bạn. Thì cái cà rốt á thì mình bào sợi nhỏ giống vậy á. Rồi cái cải làn thì mình chọn cái cải làn để xào chung với bún gạo, là tại vì mình cũng xào rất là nhiều những cái rau cải khác rồi, nhưng mà mình vẫn không thích bằng ăn cái rau cải làn này mà xào chung với bún gạo, thì mình cảm thấy nó rất là ngon. Với lại một phần nó giúp cho cái bún gạo của mình á, nó khô mà nó ngon lâu nữa. Còn đây á, là cái tàu hũ này á, là mình mua ở ngoài chợ nó có bán á, rồi mình về mình ngâm với nước muối đó các bạn. Thì mình ngâm nửa tiếng ở trong cái nước muối này, chủ yếu là mình muốn cho cái tàu hũ này á, nó thấm hơi mặn mặn một chút xíu. Tại vì ở bên trong á, thì nó cũng không có mặn, nó chỉ mặn vòng vòng ở bên ngoài thôi à các bạn. Cho nên là nếu như mà mình không làm cho nó hơi mặn mặn thì lát nó sẽ không ngon. Thì khi mà mình ngâm xong mà mình vớt ra để cái rổ cho nó ráo nước á, để nó ráo nước một hồi thì nó mình chiên nó mới không có bị cháy. Thì đây là cái loại bún gạo này các bạn, cái loại bún gạo mà mình mua để mình xào đó, thì cái hiệu của nó đó. Thì cái bún gạo này á các bạn, mình ngâm vô trong cái thau nước, mà cái thau nước này cũng không cần phải nấu sôi đâu các bạn. Cái thau nước này chỉ là cái thau nước nóng mà trong cái vòi nước nóng của mình ở nhà thôi à, cũng bình thường thôi. Mà mình ngâm khoảng nửa tiếng đó nha các bạn, xong mình vớt ra nè, bỏ lên trên một cái rổ cho nó ráo. Cái cọng mà nó dài quá thì mình cắt bớt đi á, tại vì khi mà mình ăn á, mà mấy cái cọng mà dài như vậy á, thì nó cũng sẽ làm cho rất mình khó ăn. Với lại lát nữa mình xào thì nó cũng khó xào á, cho nên mình cắt bớt chút xíu cho nó ngắn lại. Và cái thành phần nữa đó là nấm. Nấm thì mình cũng mua về mình rửa sạch, xong rồi mình cũng cắt nhỏ nhỏ đó. Mình cắt nhỏ nhỏ thì mình lát nữa mình xào thì nó ngon hơn. Và đây là cái tàu hũ mà mình cắt ra để mình chiên nè các bạn. Mình chiên cái tàu hũ này phải chiên cho nó giòn, thì lát nữa cắt cho sợi nó mới ngon. Bây giờ mình chiên cho nó giòn, cái giòn thật giòn á, thì lúc đó mình mới cắt ra từng sợi nhỏ nhỏ thì ăn chung nó rất là ngọt. Thì những cái thành phần á mà mình đã chế biến thêm á thì nó hơi nhiều chút xíu, là tại vì mình thích ăn nhiều thứ trộn lại á. Tàu hũ này mình mới chiên xong rồi nè các bạn, thấy nó giòn rồi nè, giòn to luôn á. Thì cái phần miếng nó giòn to, lát nữa mình sẽ cắt sợi nhỏ nhỏ ra. Thì đây là các bạn ơi, mình cắt sợi nhỏ nhỏ ra rồi nè, nhìn cũng đẹp mắt nữa. Còn cái phần trứng á, thì nếu như mà các bạn nào mà ăn chay mà không ăn được trứng á, thì mình không cần ăn ha. Còn bản thân mình ăn chay á, thì mình ăn trứng luôn, tại vì mình ăn chay ăn trứng và uống sữa. Thì có một số bạn thì ăn chay mà không có dùng trứng và sữa. Còn bác sĩ của mình á, thì cũng khuyên mình đó là ăn chay trường là có thêm trứng và sữa thì nó có nhiều protein, thì giúp cho sức khỏe rất là tốt á. Cho nên các bạn nào mà ăn chay mà mình ăn được trứng và sữa, uống sữa thì tốt hơn nha. Thì cái phần trứng mình chiên xong rồi mình cắt sợi nhỏ nhỏ ra nè. Mình cắt sợi nhỏ nhỏ ra. Thì sau đây là cái phần xào từng món một. Thì mình sẽ xào từng phần một. Mình xào cái cải lạnh này trước nha. Thì các bạn biết không, cái cải lạnh này là cái món của người Tàu á.
chứ người Việt Nam mình nó thì thấy cũng ít có người ăn. Người Tàu á, thường ăn cái món này á, là người ta hấp lên xong rồi người ta chế dầu hào ở bên trên á, thì ta gọi là cải làm hấp dầu hào á. Thì cái món này á, là món ăn của người Tàu là rất là thích luôn nha. Thường á, là nếu mà các bạn nào mà đi vô ăn tiệm sắm á, thì các bạn sẽ thường hay gặp cái món này lắm. Mà cái rau cải này thì ăn rất là tốt cho cơ thể nữa. Tất cả những cái rau cải mà nó có cái màu xanh như vậy á, thì nó rất là tốt cho cái sức khỏe. Thì nó cũng có nhiều chất xơ và nó cũng có nhiều những cái vitamin để mà giúp bổ máu nữa đó các bạn. Thì mình cho một chút xíu bột nêm của mình là bột nêm nấm đông cô á các bạn. Thường là mình nấu đồ ăn chay ở nhà thì mình cũng dùng cái bột nêm nấm đông cô này để mình sử dụng cho tất cả những cái món ăn chay của mình á. Thì mình xào cái này á, nếu mà mình ăn không hết á, thì mình để lại mình ăn chung với cơm cũng được luôn các bạn. Nếu mà các bạn nào chưa ăn thì mình cứ làm thử nha. Xong rồi thì mình xào tiếp là cà rốt. Cà rốt thì mình cũng xào cho nó hơi chín chín, mình cũng sử dụng một chút xíu bột nêm. Tại vì những cái phần này thì mình phải làm riêng ra rồi để qua một bên á. Những cái thành phần này là giống như là bổ sung vô cho nó ngon hơn đó. Thì mình cũng xào cho nó đều ra, cho nó hơi hơi chín chín một chút xíu, nêm cho nó có một cái vị một chút xíu, thì lát nữa mình ăn thì nó ngon hơn. Giờ là mình xào tới cái nấm này các bạn. Thì xào nấm này á, thì mình có chút cho chút xíu nước tương nữa và chút xíu bột nêm chay để cho nó cũng có hơi cái vị một chút xíu. Tại vì lát nữa khi mà mình ăn á, thì mình cũng có dùng nước tương, hoặc là nếu mà mình cũng không muốn chế nước tương thì mình ăn nó cũng có hơi cũng có chút vị á các bạn. Bình thường là ăn chay cái mình cái thành phần chính của mình thì mình cũng ăn nấm rất là nhiều luôn á. Thì cái nấm này mình xào xong rồi nè, rồi mình bỏ ra trong một cái dĩa. Rồi xong tất cả những cái thành phần mà mình đã chuẩn bị xong hết rồi nè các bạn. Thấy chưa? Chuẩn bị trước mấy cái này xong sau đó mình mới đi xào bún đó các bạn. Thì đây là cải lạn xào. Đây là tàu hũ chiên mà sắc sẵn vào từng sợi rồi. Và nấm và trứng thì cũng sắc sợi luôn. Và cà rốt cũng xong luôn. Thì tất cả những cái món ăn mà mình chuẩn bị như vậy thì mình phải chuẩn bị trước để lát nữa mình xào cái phần kia nó không có lụp chụp đó các bạn. Thì mình lấy một cái chén nước để mình chuẩn bị, mình pha một cái nước sốt để mà mình xào với lại cái bún gạo đó các bạn. Thì mình sử dụng là 2 muỗng nấm đông cô, một bột nêm nấm đông cô. Thì mình pha với một chén nước. Tự vì cái chén nước này mình sẽ làm cho nó là một cái chén nước súp, để lát nữa mà mình xào cái bún gạo á, mình giúp cho cái bún gạo nó mềm và nó thấm cái gia vị á, rất là ngon. Thì giờ tới cái thành phần là xào bún gạo rồi nè các bạn ơi. Thì cái bún gạo mà mình mua thì một bịch như vậy thì nó cũng hơi nhiều cho một người ăn. Thì cái này là mình xào là cho cả xóm ăn luôn á các bạn, chứ một mình là không thể nào mà ăn hết đó. Với lại trộn nhiều gia vị rồi nhiều những cái thành phần khác cho nên lát nữa là nó thành một thao luôn. Nhưng mà không sao, tại vì cái món này nó cũng dễ ăn. Chị của mình cũng thích ăn món này. Thì mình xào cái món này xong rồi cái là mình liên lạc alo một cái là mang qua cho chị mình thôi. Thì các bạn thấy không, xào cái bún gạo này thì mình cũng phải mất một chút xíu thời gian, là mình phải đánh tơi cái bún này ra. Phải đánh tơi nó ra thì nó cũng hơi mất thời gian chút xíu. Xong rồi mình chế cái nước súp hồi nãy mình pha sẵn này các bạn. Cái nước súp đó nó giúp cho là cái cọng bún mình nó trở nên mềm mại hơn, rồi nó sẽ thấm gia vị ngon hơn, rồi ở phía dưới cái đáy của cái chảo thì không bị cháy. Nó có nhiều lợi ích lắm các bạn.
Tại hồi xưa mình cũng thấy có nhiều người xào cái bún gạo này rồi đó, mà họ xào làm sao mà nó không có, nó bị gãy hết á, gãy hết cái cọng bún rồi, nhìn cái cọng bún nó cũng không có được ngon nữa. Là lý do là mình không có chế cái nước súp này đó, đâm ra thành mình xào nó không có được ra từng sợi một. Lát nữa các bạn sẽ thấy nó ra từng sợi một rất là ngon luôn. Mà nó cũng có một cái gia vị hơi nhẹ nhẹ mặn mặn ở trong đó, thì ăn cũng rất là ngon, mà nó cũng là lạ nữa đó. Thì mình bỏ cà rốt mà hồi nãy mình xào sẵn rồi đó, bây giờ mình trộn vô đây cho nó có cái màu sắc á. Mình phải trộn cho nó đều vô, nó thấm sâu vô hết trong cái bún á, thì để mình tạo một cái màu cho một cái bún nó ngon đó, thì bắt buộc là cái cà rốt là mình phải trộn trước, xong sau đó thì mình mới trộn cái cải lạnh này vô. Thì cái cải lạnh này á, là mình trộn vô chung với lại cái cà rốt với lại cái bún, thì mình phải trộn thật là đều, phải đánh đều nó lên, để cho lát nữa thì nhìn thấy cái màu á, màu sắc của nó nhìn nó mới đẹp. Các bạn thấy không? Thì nó có một cái màu sắc giống như là trắng xanh đỏ rồi đó. Nhìn vô cái màu sắc nó hấp dẫn, mà ăn thì không biết ngon không, chứ mình nhìn cái màu hấp dẫn là thấy ngạt, thấy thèm rồi ha. Thấy không? Mình trộn đều lên rồi đó. Và mình cho chút xíu tàu hũ mà hồi nãy mình chiên rồi mình cắt sẵn đó. Nhưng mà thường thì cái phần này thì mình chỉ bỏ ít ít thôi, vì lát nữa khi mà mình làm xong rồi đó, cái là mình để cái phần tàu hũ này lên trên, rồi với cái phần trứng chiên ở bên trên, rồi nấm ở bên trên, cho nó nhìn vô cho nó có cái sự hấp dẫn đó. Rồi khi nào mà ai mà muốn ăn cái phần này cái mình gấp thêm vô vậy đó. Cho nên là cái nấm thì mình không có trộn cho ngay bây giờ, với trứng mình cũng không có trộn ngay cái lúc này. Tại vì cái trứng là mình đã chiên rồi, nếu mà mình mà chỉ bỏ cái trứng vô ngay bây giờ thì cái trứng nó sẽ bị nát ra, thì nó sẽ không có ngon. Cho nên cái phần trứng chiên là mình phải để ở bên trên, khi mà mình ăn rồi đó, cái mình gấp để bên trên. Đây này các bạn, đó mình sắp xếp ra rồi đó, xong rồi mình để ở bên trên á. Thì xong rồi, cái món bún gạo của mình đã xong rồi. Thì các bạn ơi, bây giờ mình chia sẻ cái phần bún gạo xào của mình xong rồi ha các bạn. Thì mình chúc cho các bạn là mình nấu xào cái món bún gạo này ở nhà ăn ha. Nếu như mà bữa nào mà ở ngoài chợ mà không có bán á, thì mình xào cái món này ăn luôn. Còn những bạn nào mà ở bên Mỹ á, thì chắc là ở ngoài chợ không có bán rồi, cho nên là chắc chắn mình muốn ăn là mình phải tập cái món này ha. Còn nếu như bạn nào mà không muốn làm thì liên lạc với mình thì mình xào cho ăn luôn. Ok, vậy thì bây giờ mình kết thúc cái video xào bún gạo này ở đây nha. Xin chào và tạm biệt các bạn nha. Chúc cho các bạn một ngày thật là nhiều niềm vui và có một cuộc sống rất là an lành nha. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại video sau nha các bạn. Bye bye.